Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, và em là Kiên. Trong những cái video trước thì em đã review một số cái dòng touring của Zion, như là FCZ 3100 và cao cấp hơn 3100, đó là 3300. Và trong video này em sẽ đánh giá chi tiết cái cấu tạo của chiếc touring Zion FCZ 3300. Và như các bác đang nhìn thấy trong khung hình, đây là chiếc xe đạp Zion FCZ 3300 phanh đĩa đời 2017. Đây tổng thể của chiếc xe. Về cơ bản thì cái nước sơn của chiếc xe rất là mới. Khung là khung nhôm cao cấp mang công nghệ Alu XX của hãng Zion. Đằng trước của chúng ta thì có một cái bộ đùi đĩa 3 tầng còn rất là mới. Xe này gần như rất ít sử dụng, xích còn đẹp. Đằng sau của chúng ta thì được trang bị một bộ chuyển động Shimano Tourlay TX. Đây là một bộ chuyển động rất là phổ biến của hãng Shimano. Và đi kèm với đó là một cái bộ líp thả 8 tầng cũng của hãng Shimano luôn ạ. Mayer thì của hãng Zion. Vành cùng cặp luôn ạ. Yên của chiếc xe thì còn khá mới, nói chung là mới luôn ấy. Đây là phần sau của phần bên này của chiếc xe. Size là size M. Xe size M thì phù hợp với những người cao từ 1m65 cho đến 1m78. Bên này của chiếc xe cũng không, em thấy là không xuất hiện một cái vết xước nào to cả. Độ mới của chiếc xe là rất là mới. Phanh là phanh đĩa của hãng Zion. Má phanh là của hãng Avis của Mỹ, rất là nổi tiếng. Chúng ta đi lên phần tay cầm là chúng ta, xe của chúng ta là phần tay dù dòng touring, tay bằng. Cồn bát Ford là của hãng Zion. Bên tay trái thì là có cái tay chuyển số 3 tốc độ cho chuyển đĩa và 9 tốc độ. Xin lỗi các quý vị và các bạn, là con xe FCZ 3300 này là trang bị một cái bộ líp là líp 9 tầng chứ không phải líp 8 tầng. Em thiếu sót. Đây là líp 9 tầng ạ. Líp 9 tầng. Thì đi cùng với đó là trên tay chúng ta là có một cái bộ chuyển số 9 tầng để dành cho chuyển níp. À, 9 speed ạ. Trước là càng của chiếc xe này là càng này càng nhôm. Mã vạch đàng hoàng của hãng và Mayer cũng là Mayer nguyên cặp Zion. Tổng thể của chiếc xe này em đánh giá là mới ở khoảng trên 90%. Mới trên 90%. Đời rất là mới. Khung nhôm càng nhôm. Vâng, và em đã đánh giá chi tiết xong cái chiếc xe đạp FCZ 3300. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Và em là Kiên. Em còn trong cửa hàng còn rất nhiều xe đạp khác. Nếu các bác quan tâm thì ở trên Facebook hãy kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Ở trên YouTube các bác tìm kênh YouTube Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký cộng với ấn chuông để theo dõi những cái video mới nhất. Xin cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.